Thành phố Hồ Chí Minh, người dân vùng xanh ở thành phố Hồ Chí Minh được đi chợ một lần một tuần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bố trí để người dân vùng xanh đi chợ một lần một tuần. Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản hướng dẫn về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Về nội dung trên, ngày 21 tháng 8 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có văn bản hướng dẫn về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch. Kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường thực hiện một số biện pháp như sau: thực hiện nghiêm nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố, phường xã thị trấn cách ly phường, xã, thị trấn. Thành lập tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn, trong đó tập trung tại những vùng có nguy cơ cao và rất cao, vùng cam, vùng đỏ, thành phần bao gồm chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn, công an, quân đội, công chức, viên chức quận huyện, thành phố Thủ Đức và cán bộ phường, xã, thị trấn, thành viên tổ COVID-19 cộng đồng. Tổ công tác này tham gia công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội, duy trì các tổ tự quản bảo vệ vùng xanh đi chợ, thay cho người dân thực hiện an sinh xã hội. Tổ công tác hoạt động gắn với địa bàn phường, xã, thị trấn do Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn quản lý, tiếp tục kiểm soát việc di chuyển của người dân, khung giờ, đối tượng được di chuyển, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định các dấu hiệu nhận diện đối với cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình khi tham gia lưu thông, thống nhất triển khai từ 0 h ngày 23 tháng 8 hoặc có thể sớm hơn, giao công an thành phố Hồ Chí Minh tham mưu thực hiện, áp dụng các phương thức làm việc theo hướng cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan nhà nước làm việc tại nhà, riêng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch và giải quyết các công việc khẩn cấp có thể áp dụng 3 tại chỗ hoặc theo phân công luân phiên, giao Sở Nội vụ tham mưu thực hiện. Quản lý hoạt động của đội ngũ người giao hàng, shipper trong việc tổ chức phân phối hàng hóa đến các hộ dân, giao Sở Công Thương phối hợp công an thành phố tham mưu thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bố trí để người dân vùng xanh đi chợ một lần một tuần. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện việc chăm lo tốt an sinh xã hội, hỗ trợ bổ sung đầy đủ cho các đối tượng còn thiếu. Trong gói hỗ trợ an sinh số 2, thực hiện các biện pháp hỗ trợ chủ nhà trọ miễn giảm tiền điện nước, chuẩn bị 2 triệu túi an sinh, đảm bảo nguyên tắc không bỏ sót những trường hợp khó khăn, chuẩn bị các suất ăn dinh dưỡng cung cấp cho các trường hợp F không có hoàn cảnh khó khăn, giao trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 thực hiện. Về xét nghiệm, giao Sở Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cường xét nghiệm toàn bộ các hộ dân trong vùng đỏ bằng phương thức test nhanh, mẫu gộp, bổ sung xét nghiệm một số đối tượng sau: nhân viên siêu thị, lái xe vận chuyển hàng hóa, nhân viên cửa hàng thuốc tây, nhân viên công ty môi trường đô thị, công ty dịch vụ công ích thu gom rác, lái xe thu gom rác, lực lượng trực các chốt, lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch, nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu 7 ngày một lần. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch. Trước đó, sau thông tin thành phố tiếp tục tăng cường, nâng cao các biện pháp nhằm tương xứng với tính chất, mức độ lây lan của dịch COVID-19 bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Trên địa bàn đã ghi nhận tình trạng bà con ra đường rất đông để mua sắm, tích trữ hàng hóa. Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2021, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Thành phố kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, không thu gom hàng hóa. Thành phố cam kết sẽ cung ứng đầy đủ cho người dân trong thời gian thực hiện các biện pháp tăng cường.